Khoa Hà Nội Viên Chăn với bệnh nhân nam 76 tuổi suy thận. Mời Hà Nội Viên Chăn. Xin kính chào quý thầy cô, xin kính chào anh chị đồng nghiệp. Em xin báo cáo bệnh nhân nam 70 tuổi vào viện do mệt mỏi và phù hai chi dưới. Tiền sử bản thân bệnh nhân có tăng huyết áp, đái tháo đường, 10 năm nay uống thuốc thường xuyên ạ. Về bệnh sử thì bệnh nhân xuất hiện người mệt mỏi một tuần nay, mệt mỏi tăng khi gắng sức, kèm theo phù hai chi dưới, chướng bụng nhẹ, sưng nề, bìu hai bên, ăn uống kém, tiểu ít, đa khám tại phòng khám không đỡ vào khám mà nhập viện bệnh viện Hà Nội Viên Chăn điều trị tiếp. Về thăm khám thì thăm khám lúc vào viện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, chân niêm mạc hồng, phù hai chi dưới, phù mềm ớt lõm và bìu hai bên sưng to. Chẩn đoán các kết quả lâm sàng của em đã gửi trên hệ thống. Chẩn đoán của chúng em là suy thận độ 4, tăng huyết áp, đái tháo đường và suy tim. Chúng em xin ý kiến của các thầy cô là chẩn đoán và điều trị của chúng em đã phù hợp chưa? Cần làm thêm các xét nghiệm cần lâm sàng gì để chẩn đoán xác định hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân nào? Em xin cảm ơn các thầy cô. Vâng, cảm ơn Hà Nội Viên Chăn. Trước khi thầy Cương cho ý kiến về cái ngành cận lâm sàng, thầy có siêu âm đúng không? Và X-quang. Thì tình hình ở bên Viên Chăn cái đợt Covid này thì tình hình nào? Dạ em xin báo cáo thầy là hai ngày nay thì chúng em tăng thêm hơn 30 ca. Vâng, nhưng mà cái số lượng bệnh nhân đến bệnh viện giảm hay là vì là hình như là đang phong tỏa đúng không ạ? Lockdown. Dạ vâng ạ. Dạ đang lockdown thủ đô Viên Chăn. Vâng. Mời thầy Cương. À, vâng ạ, cái hình ảnh mà chúng tôi có trong trong tay là hình ảnh về siêu âm bụng và siêu âm bìu. Đây là một bệnh nhân phù toàn thân và tăng và tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng tinh hoàn. Trên siêu âm thì chúng ta có thể nhìn thấy là tôi cũng đồng ý với cả một số các cái nhận xét của các bác sĩ ở siêu âm với cái hình ảnh là tràn dịch ổ bụng rất là rõ với số lượng khá nhiều. Chúng ta đo được cái dịch ở các cái khoang, đây là các cái khoang ví dụ như là ở hố chậu ở giữa các quai ruột, dịch ở quanh gan rất là rõ, và khoang gan thận đấy thì nó thể hiện ra dịch rất là nhiều. Còn cái hình ảnh siêu âm có lẽ là siêu âm tinh hoàn thì nó và siêu âm phần mềm ở vùng chi dưới thì thấy rằng là nó phù nề và tổ chức mỡ rất là có nhiều dịch ở bên trong, nó phù nề và siêu âm tim thì chắc là bác sĩ Lý sẽ nhận xét về cái siêu âm tim của bệnh nhân này. Ở đây tôi còn thấy mô tả là có sỏi túi mật hay là sỏi đường mật, nhưng mà chúng tôi không thấy hình ảnh ở trên siêu âm. Tuy nhiên là sơ bộ có thể khẳng định được là nếu mà có sỏi đường mật thì cũng không có gì ảnh hưởng nhiều đến cái bệnh nhân này, vì cái sỏi này chưa gây ra biến chứng là giãn đường mật trong gan. Thì có thể đây là một hình ảnh của sỏi túi mật nhưng mà cũng không có dày thành túi mật, mà cũng không thấy các bạn mô tả là có đau bụng kiểu của viêm túi mật, cho nên là chúng ta hãy tập trung vào các cái vấn đề về tim và về các cái phù này cho và thận cho bệnh nhân này. Được không? Xin hết ạ. Thầy Cương có thể chuyển cái hình ảnh da của bệnh nhân để thầy cô có thể cái chi dưới. Chụp hai chi dưới đúng không ạ? Vâng. Chi dưới phù. Vâng, tinh tôi hoàn. Thì lại vâng. Tràn dịch màng tinh hoàn kèm theo là phù hai chi dưới. Vâng. Vâng. Xin mời ý kiến của cô Huyền về tiến liệu ạ. Vâng. Kính thưa thầy Thành, kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Đây là một bệnh nhân nam 70 tuổi vào viện thì nó có tình trạng phù hai chân rồi tràn dịch các màng. Xét nghiệm thì không có tình trạng thiếu máu và huyết sắc. Xét nghiệm creatinine lúc vào là 223, sau đó thì khoảng 5 ngày thì creatinine xuống 165 và nước tiểu thì bình thường. Trên siêu âm thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái hình ảnh hai thận vẫn là hình ảnh thận cũng tương đối là đẹp. Điều đấy cho bệnh nhân này thì có cái tiền sử đái đường tăng huyết áp 10 năm. Căn cứ vào các kết quả xét nghiệm trên thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng đây là một cái khả năng nhiều là một cái suy thận cấp. Và khả năng là suy thận cấp, và bây giờ chúng tôi muốn hỏi xem là không biết là bệnh nhân tiểu được bao nhiêu lít một ngày nhỉ?
Dạ em xin báo cáo cô là sáng nay bệnh nhân tiểu được 1.000 ở 2.500 ml. 2 lít nữa. Dạ vâng, 2 lít rưỡi. À 2 lít rưỡi vâng. Như vậy thì các bạn dùng hiện tại thì các bạn về mặt thận thì ở đây chúng tôi thấy là các bạn đã dùng 3 ống nội tiểu và đái được 2 lít rưỡi. Và bổ sung thêm đạm thận và kali thì chúng tôi cũng hoàn toàn đồng ý, và cái bản thân ở chức năng thận của bệnh nhân cũng đã xuống từ 230 xuống còn 165. Về đạm thận thì chúng tôi nghĩ là bạn nên dùng khoảng 4 viên một ngày. Lợi tiểu thì các bạn duy trì có thể hiện tại đang đái được khoảng 2, bệnh nhân phù khá nhiều nên các bạn sẽ duy trì là đái khoảng lít rưỡi đến 2 lít hoặc 2 lít rưỡi. Những hôm đầu này thì các bạn dùng 3 ống như thế này là được rồi. Còn về vì bệnh nhân này có một cái phù rất nhiều nên tôi nghĩ là mình cần làm thêm, đó là xét nghiệm protein và albumin máu để xem, mà vì bệnh nhân này có cái đái đường 10 năm thì thông thường nó sẽ hay kèm theo các cái biến chứng về thận, thì mình kiểm tra một lần nữa xem là protein và máu và albumin máu là bao nhiêu. Nếu mà trong trường hợp có albumin máu giảm dưới 30 thì các bạn nên kiểm tra lại xét nghiệm nước tiểu một lần nữa. Tiếp theo là bệnh nhân này có một cái suy thận, chúng tôi đang nghĩ là suy thận cấp cho nên là bạn lại có thấy xơ vỡ mạch rất nhiều chỗ thì các bạn nên siêu âm thêm mạch thận. Và với những cái bệnh nhân này thì là nên uống nước thì khoảng 500 đến 700 ml một ngày và duy trì lợi tiểu để đái khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít. Và bệnh nhân này thì là tôi thấy là tiểu cầu có 85 và PT thì có 27%, thì thấy các bạn đang dùng aspirin thì có lẽ là cái này thì sẽ nhờ cô Lý về có ý kiến thêm về mặt tim mạch xem có cần thiết phải dùng aspirin không, vì cái tiểu cầu thấp và cái đông máu thì cũng có vẻ đang hơi bất bình thường. Tôi xin hết ý kiến ạ. Và như vậy cô Huyền đang nghĩ đến khả năng cao là suy thận cấp đúng không ạ? Vâng, cảm ơn cô Huyền. Mời ý kiến của cô Lý ạ. Em xin phép cho xem hình ảnh về điện tim và siêu âm tim ạ. Cho xem cái điện tim ạ. Vâng ạ. Bệnh nhân này là bệnh nhân nam 70 tuổi và bệnh nhân này có tiền sử tăng huyết áp và đái đường nhiều năm. Và bây giờ bệnh nhân vào viện thì như cô Huyền phân tích là có tình trạng suy thận mà nghĩ nhiều là suy thận cấp. Thế còn 70 tuổi em 76 tuổi. 76 tuổi cô Lý ạ. 76 tuổi. Vâng. Đây 76 tuổi ạ. 76 tuổi. Thế thì cái suy tim bệnh nhân này thì mình ở đây các bạn đánh giá là EF là 40%. Và có, tôi nhìn thấy trên siêu hình ảnh siêu âm tim các bạn có hình ảnh tĩnh là có cái hở ba lá và hở hai lá nhiều, và bệnh nhân có rung nhĩ. Thế thì tôi muốn hỏi là với cái rung nhĩ của bệnh nhân này thì đã có từ lâu chưa, và bệnh nhân có đang dùng chống đông đường uống kháng vitamin K không? Bởi vì như cô Huyền nói là PT là 27% và INR là 2,2, thì xem ra là có vẻ như bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông đường uống, thì không rõ là thực hư là bệnh nhân có dùng không ạ. Em cho cô là hôm trước em cho cô là hôm trước chúng em có cho uống Sintrom. Vâng, bạn nhớ cho bệnh nhân uống mấy hôm rồi ạ? Uống được 3 hôm, ngày 1-4 viên. Thế cái lúc vào xét nghiệm thì đây là xét nghiệm mà bắt đầu uống rồi hay là chưa uống? 20 tháng 4 rồi. Em cho cô là xét nghiệm bắt đầu uống rồi ạ. Tức là đã uống rồi đúng không ạ? Như thế là có thể là đã đạt liều đúng không ạ? Đấy, tức là mình có tác dụng của thuốc nên như này. Vâng, thì nó là có thể là bình thường thôi, bởi vì là bây giờ mình dùng thuốc thì nó sẽ đạt cái mức đó. Thế còn ở bệnh nhân này thì cái rung nhĩ và tăng huyết áp đái tháo đường thì cái nguy cơ là bệnh lý mạch vành do xơ vữa rất cao. Chính vì thế nó dẫn đến cái tình trạng chức năng tim giảm, các van tim giãn như vậy. Thế thì khi mà mình khống chế được cái tình trạng suy thận này thì mình nên khảo sát cái mạch vành để mình khẳng định rõ là bệnh nhân có cái bệnh lý mạch vành hay không, và có thể can thiệp được hay không để mình quyết định cái vấn đề là chống tập tiểu cầu. Vì tiểu cầu bệnh nhân này thấp thì mình cũng chưa lý giải được nguyên nhân gây ra tiểu cầu thấp là gì. Nếu mà bệnh nhân tiểu cầu thấp như này thì hiện tại bây giờ nếu mà mình đã dùng chống đông mà đạt liều này thì mình cũng có thể tạm thời ngừng aspirin, mình không dùng aspirin cũng được, cho đến khi mà mình thấy chứng minh được cái vấn đề trên trên khảo sát
mạch vành là có cái xơ vữa đáng kể mà bệnh nhân cần can thiệp, thì khi đó mình sẽ cân nhắc cái vấn đề dùng thêm chống tập tiểu cầu sau. Còn hiện tại bây giờ bệnh nhân có rung nhĩ và có bệnh mạch, nếu giả sử có bệnh xơ vữa ổn định thì mình có thể dùng chống đông là đủ rồi. Đấy, thì mình, các bạn đang duy trì chống đông, các bạn vẫn duy trì chống đông. Thế về điều trị suy tim thì sẽ cân nhắc trên cái tình trạng phù của bệnh nhân, và sau khi mình đã xét nghiệm lại protein albumin xem nó có cái bệnh lý giảm albumin protein trên trong bệnh ảnh đái đường hay không, mà mình sẽ tính là phù này chủ yếu là do suy tim hay có cả cái vấn đề về giảm albumin máu nữa, để mà mình quyết định là dùng bao nhiêu lợi tiểu theo cái bi lăng dịch vào da cho bệnh nhân. Vì nếu mà mình dùng nhiều quá mình vắt thì bệnh nhân có thể lại gây ra tình trạng suy thận cấp đẩy lên. Đấy, thì cái này thì mình phải đánh giá lâm sàng bệnh nhân hàng ngày theo cái lượng nước tiểu và cái tình trạng khó thở của bệnh nhân để mà mình quyết định cái liều lợi tiểu là mình dùng. Thế còn về điều trị thuốc điều trị suy tim thì bây giờ các bạn đang dùng Uperio 50mg 1/4 viên. Thì cái này thì các bạn bắt đầu dùng từ bao giờ và trước đây thì bệnh nhân dùng cái gì? Vì huyết áp bệnh nhân bây giờ đang hiện tại 100/60 ạ. Dạ, em xin báo cáo cô là chúng em bắt đầu dùng từ hôm vào viện, hôm ngày 15. Vâng, thế trước cái trước đây thì bệnh nhân dùng thuốc gì cho cái tăng huyết áp của bệnh nhân ạ? Trước đây thì chưa dùng thuốc gì ạ? Thế là mình không rõ về cái tiền sử dùng thuốc cho đái đường. Đây này, uống thuốc thường xuyên này, tăng huyết áp đái đường 15 thuốc thường xuyên này, thì mình cần phải xem cái sổ y bạ của họ xem họ đang uống gì. Mình có biết được không ạ? Em theo cô là thuốc huyết áp thì bệnh nhân không dùng thường xuyên. Hôm vào viện thì bệnh nhân cũng không mang đến. Vâng, bởi vì nếu mà cái tăng huyết áp mà đang đã sang cái giai đoạn suy tim rồi, huyết áp nếu mà ở nhà bệnh nhân chưa dùng thuốc huyết áp ấy mà huyết áp có 100/60 thì tức là nó đã tăng huyết áp đã giai đoạn suy tim rồi, nên là huyết áp không còn cao nữa. Thì khi mà mình bắt đầu điều trị những cái thuốc điều trị suy tim Uperio thì nó có cái nguy cơ tụt huyết áp. Thế nhưng mà cái liều 1/4mg viên 50 là liều rất rất thấp. Đấy, thì nếu mà bệnh nhân đánh canh chỉ đánh giá là đúng bệnh nhân thì mình có thể dùng liều 1/4 2 lần một ngày của viên 50. Thế sau đó thì nếu mà huyết áp bệnh nhân không tụt và lâm sàng không ấy, thì mình có thể tăng dần lên là một viên 50 chia đôi và tiếp tục mình có thể tăng thêm được nữa. Thì cái điều trị suy tim cho bạn với cái liều 1/4 này là đang rất rất thấp. Thế và cái bi lăng lipid thì các anh chị cũng đã khảo sát rồi, thì hiện tại thì nó cũng đang trong cái mức độ có thể chấp nhận được. Thì mình sẽ khảo sát thêm, trước khi mà mình khảo sát cái xâm lấn là mạch vành ấy, thì mình các anh chị đã khảo sát mạch chi dưới rồi. Mạch chi dưới thì có vôi hóa, thì mình có thể làm thêm cái mạch cảnh và mạch thận như cô Huyền nói để xem cái gánh nặng xơ vữa như nào, để mình quyết định là cái statin thì mình cũng nên cho bệnh nhân sử dụng thêm. Trong trường hợp này mình có thể dùng atorvastatin hoặc là rosuvastatin cho bệnh nhân. Thì đấy là về, thế còn cái rung nhĩ bệnh nhân này tần số đáp ứng thất không nhanh thì mình cũng chưa cần phải dùng các thuốc để kiểm soát tần số thất. Thế còn khi mà tình trạng suy tim bệnh nhân ổn hơn thì mình có thể xem xét mình dùng cái chẹn beta liều thấp, metoprolol liều 12,5mg liều khởi đầu chẳng hạn. Khi mà tình trạng phù bệnh nhân rút và đã ổn định hơn. Thì đấy là cái về cái hướng về điều trị tim mạch. Còn cái có ngoại tâm thu thất của bệnh nhân đấy thì mình cũng lưu ý là cái khi mà mình dùng lợi tiểu ấy, thì mình phải bù cái kali cho nó phù hợp. Bởi vì nếu mà mình dùng lợi tiểu quá mà kali nó thấp thì bệnh nhân có những nguy cơ mà rối loạn thì rất trầm trọng hơn, thì lại có thể nguy hiểm cho bệnh nhân. Mình phải theo dõi monitor và phải theo dõi điện giải cho bệnh nhân ạ. Em xin hết ạ. Dạ, cảm ơn cô Lý. Vậy thì có cần đeo cái holter điện tim hay là gì không? Vâng, nếu mà mình đeo được holter điện tim thì rất tốt, bởi vì mình sẽ xem được cái trong tình trạng trong cả ngày xem có những cái rối loạn nhịp thất nguy hiểm hay không ạ. Nếu mà ở trong trường hợp ở Viên Chăn có điều kiện mình đeo holter ạ. Vâng, chắc là Viên Chăn thì đeo được đấy, đúng không ạ? Xin mời cô Hương về điều trị đái tháo đường bệnh nhân này. Kính thưa thầy Thành, kính thưa các bạn đồng nghiệp. Em thấy thì bệnh nhân này là bệnh nhân nam 76 tuổi. Đái đường thì trên nền bệnh nhân có suy tim, tăng huyết áp, suy thận. Vì vậy ở trường hợp này thì các bạn hoàn toàn nhất trí với các bạn là các bạn dùng insulin là hoàn toàn phù hợp. Thế tuy nhiên ở đây các bạn chỉ đưa một mức đường máu là 6, đường máu lúc vào là 6,27. Thế không biết là HB1C của bệnh nhân kiểm soát bao nhiêu và đường máu dao động trong thời gian nằm viện là bao nhiêu? Vâng.
Vâng, đầu tiên chắc ạ. Dạ, em thưa cô là đường máu của em duy trì từ 6 đến 9 mmol trên lít ạ. Thế thì ở trường hợp này thì hoàn toàn nhất trí với các bạn là các bạn đã điều trị bằng insulin và đạt mục tiêu đường máu. Các bạn cứ cố gắng duy trì đường máu ở trong khoảng từ 7 đến 10 là ok. Thế còn ở bệnh nhân này thì có rung nhĩ. Thì cô Lý cũng đã tư vấn thêm về các cái cần làm ở bệnh nhân này. Tuy nhiên ở bệnh nhân này thì tôi có khuyến cáo là các bạn nên làm thêm về chức năng tuyến giáp. Vì một trong những nguyên nhân rung nhĩ trên nền người cao tuổi là có cường giáp. Thì các bạn kiểm tra thêm để loại trừ nguyên nhân cường giáp gây rung nhĩ ở bệnh nhân này. Em xin hết ạ. Vâng. Những cái xét nghiệm đó chúng ta làm được ở Hà Nội Viên Chăn đấy ạ. Dạ, em xin báo cáo thầy là các xét nghiệm với cô hướng dẫn là chúng em làm được, ngoại trừ cái đo điện tim hoạt động. Chủ yếu em chỉ mắc monitor theo dõi. Vâng, cảm ơn Hà Nội Viên Chăn. Xin mời ý kiến Hà Nội Viên Chăn còn có câu hỏi nào khác không ạ? Dạ, chúng em không có câu hỏi gì thêm nữa. Chúng em xin cảm ơn quý thầy cô ạ. Em xin cảm ơn. Vâng. Xin được chuyển sang đầu cầu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An ạ.